Rồi, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì về được một cái lô máy, một dạng máy zin này, rất là đẹp nha. Khui ra thử coi nó về được cái những con như thế nào đây. Biết cái nào là khui cái đâu nào. Anh này anh có hàng kỹ quá, chả biết chỗ khui luôn. Anh em mua máy cũ nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em, để đón xem clip mới từ kênh mình nha. Thùng hàng này thu hàng rất khó. Cái anh bên giao hàng này anh công nhận là phối kỹ. Cắt thùng luôn nè. Còn có lốp trong nữa nè. Lốp đây mà lốp máy này anh em. Đây rồi. Một con Samsung A50 cả nhà ơi. Máy zin đẹp nha. Máy con này là bao zin đẹp cho anh em luôn. Đẹp tầm phải 98 nha. A50. Đây clip cuối hàng nha anh em. Bao giá thì clip sau nha. A50 zin đẹp, RAM 464, màn hình thì 6 inch 4, pin 4000 nha. Máy cho A50. Tiếp theo là một em gì đây. Con này là vỏ sao 6 nha anh em, có xước ha. Con này là A30 hay sao? Đúng rồi, A30. Kính trước có xước, lưng sau cũng xước này. Con này thì giá tốt, bảo đảm là giá sẽ tốt cho anh em nha. Anh em theo dõi kênh để mình ra clip báo giá nha. Đây là clip cuối hàng thôi. Về được máy này thì nói chung anh em nhờ anh em ủng hộ thì mình bán cũng được hàng nhiều. Thì mình có lấy hàng cũng liên tục nha. Mẫu mới về cho anh em liên tục. Con này là A8 nha anh em. Kính ngay đây có rìa ăn đường này. Kính ngay đây rìa này đó, anh em nhìn kỹ nha. Có rìa đường ngay đây. A8. Vỏ sau xuất sắc nha. Đường cái kính đẹp, rìa nhị ngay đây. Một đường. Con này sẽ báo giá sau cho anh em. Sườn thì có xuất sắc này. Con này rẻ thôi. Con này bảo đảm là bao rẻ cho anh em con này. A8 nha. Tiếp theo cho anh em là một con gì đây. Rất nhiều máy. Note 10 Lite anh em. Lại tiếp tục siêu phẩm Samsung Note 10 Lite. Con này đánh giá đẹp tầm 98 thôi. Tại vì kính keng nhưng mà lưng có xước. Rồi. Lưng có xước sát nhẹ thôi cũng đáng kể đâu. 98, 99 nếu dễ chịu bằng 99 anh em. Còn nếu khó chịu thì còn 98 thôi nha. Cho nó dễ chịu đi. Sườn có xước xước này. Sườn thì xước xước này anh em. Mặt siêu đẹp nha. Rồi. Note 10 Lite nha, RAM 8 bộ nhớ 128GB nha. Note 10 Lite dạo này mình hay về nha, hay về hàng. Tại có nhiều anh em rất thích Note 10 Lite, rồi mình bán cho rất nhiều anh em rồi. Con này thì lại là A50, màu trắng đẹp 99. Con này là riêng đẹp 99 anh em. A50 nha. Đó, A50 riêng đẹp. 99%. Tiếp theo là con này đây. Một cặp Samsung G7 Rim. G7 Rim một cặp nha. Con này lưng sau thì có sức xước này. Màn ring. Kính đẹp. Con này hết pin mất rồi. Con này lưng sau nó có trời trời một tí. Con này hết pin. Con này tính anh em tầm 3-4 triệu thôi, cực rẻ thôi. Còn G7 Rim. Tiếp theo là một con G5 Rim máy Rim. Được rồi thôi.
kính đại dáng, có miếng dáng luôn, rất đẹp. Kính không xước nha. Coi thử còn pin không. Hết pin luôn. Mấy nguyên zin vỏ đẹp. Vỏ có xước sắc nhẹ thôi, chứ không có xấu nha. Con này là Huawei Nova 3i hay sao ạ? Nova 3i máy đẹp chính chính. Anh em nào quan tâm tới con này thì để ý cái clip sau nha, mình đang liền giá, báo giá cho anh em luôn. Nova 3i. Máy đẹp tầm 98 tới 99, kính sau lưng xích nhẹ thôi. Đó, còn máy này rất là ok, ổn định luôn. Huawei nha anh em. Theo con này thôi. Một em Realme Wii. Máy đẹp tầm 97/8. Kính thì keng 99 luôn. Kính keng 99 luôn nè. Realme nha. Realme Wii. Con này hình như là RAM 664. Mình nhớ không nhầm là RAM 664. Rồi, clip khui máy tới đây xin tạm dừng. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình, báo giá máy cho anh em vào ngày mai nha. Thân ái chào cả nhà, hẹn anh em clip ngày mai, clip tiếp theo nha.